cái file gà đồng hay còn gọi là cúm núm gà nước nha anh em. Cái file này là file 4 con, nó kêu xen kẽ nhau, 4 dòng kêu khác nhau. Mấy anh em nào mà đánh gà đồng, ghé hay là mình cũng chịu nhé, nhớ mắt xem.